khi mà các bạn sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo. Cái thứ nhất đó là nó sẽ đi copy của những cái nội dung khác, thì chúng ta sẽ gặp cái vấn đề. Bạn admin lần sau mấy ông mà học này mà không đổi tên là không trả lời đâu nhá. Đổi tên đi cái biết là ai admin. Thầy ơi cho em hỏi tính cỡ mẫu một tỷ lệ sử dụng độ chính xác tương đối mà không biết P, ước lượng tỷ lệ biến nghiên cứu chính trong quần thể thì làm thế nào để tính cỡ mẫu ạ? Đấy. Nó sẽ có 3 phương án để làm cái việc đấy nhá. Đấy, nhân tiện này để cho các bạn xem luôn. Có muốn biết 3 cái phương án này không nhỉ? Các bạn muốn biết về 3 cái phương án này không nhỉ? Muốn biết đánh chữ có cái, đánh chữ có cái. Các ông khác học cho xem luôn. Đấy, bài tính cỡ mẫu à. Đây, P lấy ở đâu? Đây. P lấy ở đâu? Thứ nhất, tham khảo từ nghiên cứu trước. Nếu không tham khảo được thì mình lấy là 50%. Đấy. Và nếu mà không thì làm nghiên cứu thử. Pilot study đấy. Đấy, lấy quanh khoảng 30-50 trường hợp tính ra P. Lời khuyên của tôi là nên dùng hoặc là cách 1 hoặc là cách 3 thì nó sẽ ra cái cỡ mẫu nó sát nhất với cái nội dung nghiên cứu của mình. Được chưa? Thì đã xong rồi nhá, đúng không? Đúng không nhỉ? Admin nhỉ? Ok không nhỉ? Bạn Nguyễn Thu Hằng lại hỏi câu hỏi tiếp. Thầy ơi, nếu dùng một câu hỏi thì ChatGPT Advanced sẽ trả lời tốt hơn ChatGPT 4.0 phải không thầy? À, em cảm ơn thầy. Thực ra như này, cái việc là cái nào tốt hơn cái nào phải do mình quyết định chứ. Thì cái ChatGPT thực ra thì bây giờ nó làm gì có ChatGPT Advanced, chắc là nhầm với lại Gemini Advanced ấy nhỉ. Gemini là của Google nhá. Thế còn ChatGPT là của cái công ty gọi là OpenAI, hai cái thứ khác nhau. Thế ChatGPT thì nó có cái ChatGPT 3.5 này, ChatGPT 4 này, và bây giờ nó mới ra cái mới nhất ấy, là ChatGPT 40. Đấy. Thế còn cái còn cái mà Advanced này nó là Gemini, thì Gemini là của Google thì nó có hai cái, một cái là Gemini thường và hai là Gemini Advanced thì mình phải trả phí. Đấy. Thế thì nhân tiện ở đây thì sắp tới này, vào ngày mùng 7 tháng 6 này, nhân tiện này tôi giới thiệu cho các bạn luôn. Bạn nào có điều kiện thì học nhé, còn không có điều kiện thì thôi, tránh xa các cái lớp này ra, vì lớp này là lớp phải trả phí. Đấy, còn các bạn mà có điều kiện mà thực sự muốn làm nghiên cứu và muốn tận dụng các cái công nghệ hiện đại nhất hiện nay để đưa vào nghiên cứu và giúp cho mình trở nên nghiên cứu hiệu quả hơn và chuyên nghiệp hơn, thì đây là cái khóa học rất là tốt để cho các bạn có thể vận dụng được điều đó. Thì cái khóa học này tôi sẽ khai giảng vào ngày 7 tháng 6 nhé. Đấy, chúng ta sẽ học với nhau 5 buổi. Tất nhiên là tôi sẽ có các cái hỗ trợ trong suốt quá trình học và sau khi học xong. Đấy, thì các bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký khóa học này. Rồi. Thế thì cái thứ mà bạn ấy hỏi là chính là cái này. ChatGPT nhá. Để tôi cho nhân tiện để cho các bạn xem luôn cái ChatGPT nó như nào. Đây, chúng ta thấy là hiện nay ChatGPT nhá, thì nó đây nó có 3 cái loại này đây này. Này. Cái này là miễn phí này, các bạn đăng ký các bạn dùng cái này miễn phí này. Nếu mà trả phí này thì chúng ta sẽ có GPT 4 và GPT 40. Thế thì về nguyên tắc ấy, thì là những cái về sau thì nó sẽ tốt hơn cái trước. Thế nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là gì? Là chúng ta cần phải biết vận hành nó, biết ra lệnh đúng cho nó thì nó mới ra cho mình cái kết quả. Và các bạn nhớ là gì? Nó luôn luôn có một cái cảnh báo nhé. Nó luôn luôn có một cái cảnh báo này. ChatGPT can make mistake. Này, kiểm tra lại thông tin. Nhá, kiểm tra lại thông tin. Đấy. Bởi vì sao nó sẽ có hai cái vấn đề khi mà các bạn sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo. Cái thứ nhất đó là nó sẽ đi copy của những cái nội dung khác, thì chúng ta sẽ gặp cái vấn đề nó gọi là đạo văn. Cái loại thứ hai đó là gì? Là đôi khi nó bịa ra thông tin. Đấy. Nên là chúng ta gặp cái vấn đề là thông tin của mình nó bị sai, nó không đúng. Nên là rất là thận trọng cái đấy. Cái Gemini thì các bạn sẽ Đây này, nó có hai con này. Thứ nhất là Gemini và Gemini Advanced. Nhân tiện tôi cho xem các bạn xem luôn. Nếu mà các bạn trả phí thì các bạn sẽ sử dụng là Gemini Advanced, và cái thứ hai nếu mà miễn phí thì các bạn dùng Gemini. Trên thực tế thì cho đến thời điểm hiện nay thì tôi cũng test thử rồi, thì tôi thấy là nếu mà sử dụng cơ bản ấy, dùng cái nào cũng được. Cái Advanced này nó hơn một chút thôi, nó chi tiết hơn một chút thôi. Còn Gemini thì chúng ta có thể, chúng ta ít dùng, chúng ta có thể dùng cái này là được rồi. Đấy. Thế còn một bạn hỏi là dùng thì mất bao tiền, thì mỗi cái này hiện nay thì tôi đang trả là 20 đô một tháng. Đấy. 20 đô nó khoảng đâu đó khoảng 500.000 rồi đấy, 500.000. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.